Hello, anh Vlog xin mến chào các bạn. Mình lại nha, gặp lại nhau trên kênh YouTube ha. Rồi để mình chia sẻ với nhau những cái bình bông tươi, đẹp để cho cuộc sống mình nó hy vọng là nó sẽ tươi đẹp lên. Đây, bây giờ lá thì mình giống như các bạn mình thấy rồi ha. Mình đã đi hết rồi, đi phần lá xong để không mất thời gian của các bạn. Cắm từ từ nha các bạn. Đấy.
Đây các bạn thấy không? Đây là lá hồng môn. Cái lá nó giống như là cái lá bồ đề vậy đó. Lá bồ đề nó có cái đuôi như thế này. Đấy, cái hình dáng giống vậy. Nhưng mà nó không có cái nhị này thôi. Thì ở đây á, lúc nào mình cũng cấm năm sinh lão bệnh tử vô chữ xanh, để mình gửi gắm tâm tình mình đến cho tất cả mọi người. Trong cái mùa dịch cúm phổi này rất là đau lòng đó các bạn. Nhiều người mất quá, không có ai chuẩn bị hết, nhất là ở châu Âu. Ở Việt Nam mình thì cũng tạm ổn, nhưng mà có những người bạn, những người bạn trẻ, rồi những người đi ra nước ngoài về đem bị lây bệnh nhiều. Nói chung là Việt Nam vẫn kiểm soát được, nhưng mà mình khuyên tất cả mọi người lúc này thì hãy hợp tác với chính phủ, với các ban ngành. Bên Bộ Y tế người ta đã khuyến cáo rồi, thì mình không nên đi đến chỗ đông người. Đừng đi du lịch lúc này nếu không cần thiết, cố gắng. Những cái vị nhà nước yêu cầu thì mình hãy làm theo như vậy, để tránh cái dịch bệnh này cho mọi người, cho cộng đồng trong xã hội của mình. Nước Việt Nam mình nói riêng và mọi người là nói chung. Bây giờ thì có nhiều nước người ta rất là mệt mỏi, khổ sở với cơn bệnh này nha các bạn. Đó, thì mình cũng cấm theo cái chủ đề cả một trái tim của mình nha các bạn. Mình cùng nhau ha.
Đưa giùm Salem mẹ đi. Ở quên Giàn Anh. Điểm Giàn Anh đó. Thôi điểm Thạch Thảo đi ha. Khoan. Để mẹ điểm Thạch Thảo đi. Thôi đừng lấy tím sao tím. Bây giờ là mình điểm Thạch Thảo nha các bạn. Mỗi lần mà mình nghe nói có một cơn bệnh lên là mình đau tim, buồn, buồn không thể nào chịu nổi. Trời ơi, nỗi lòng này có hay thấu. Sao mà bệnh kỳ cục quá vậy trời. Khổ quá trời khổ rồi. Việt Nam mình thì ít. Nước của mình cũng phước báo là chưa có ai mất hết. Còn các nước khác quá trời rồi. Mỗi lần nghe là đau. Cũng nước mắt mặn. Máu đỏ hả các bạn.
cầu xin cho sớm qua mau. Buồn quá. Mình cắm hoa để các bạn xem cho vui ha. Quá đau rồi, không kể xiết. Cho mấy cái lá cũng là dài dài không? Ôi trời ơi, dài dữ vậy trời. Dạ. Lòng này ai không, đón trường này mấy ai thiếu ta. Cuộc đời từng trải qua, gặp lắm điều xót xa. Nhắm mắt không yên lòng. Buồn quá, không biết giận ai bây giờ nữa. Trời ơi. Mong sao ngày mai lại tốt đẹp hơn. Đưa cho mẹ cái đồ xịt đây. Rồi đây các bạn. Mình đã cắm một bình hoa hồng. Rồi đây các bạn ơi, bình hoa của mình đã hoàn thiện rồi đây. Ha, đây mút mình đã ngâm. Đây, sinh lão bệnh tử, mình chỉ muốn sanh thôi nha các bạn. Trời ơi, muốn các bạn những cái điều tốt đẹp ha các bạn, mình cùng nhau cầu nguyện nha. Đức Phật từ bi, xin giúp chúng sanh qua cơn hoạn nạn này. Chúng con quá đau lòng à. Sao mà chết? Ở châu Âu chết dữ quá. Buồn.